bà bảy chia cho một cây đi nhé. Dạ. Sau vườn đó bà bảy. Dạ. Bảy. Hả? Cho một cây đi nhé. Trời ơi, sao hái trái sống nữa? Hái hai trái chín rồi, nói trái này đừng có hái nha. Hái trái sống để cho nó ôi gắn vô hả? Có ai mua xu? Bác Tư với anh Tèo. Anh Tèo. Anh Tèo. Su nhớ anh Tèo không Su? Su. Su Su. Con nhớ anh Tèo không? Anh Tèo. Anh Tèo. Anh Tèo, anh Tèo. Mang dép trái kìa, Su Su mang dép trái kìa. Các bạn ơi, Su Su mang dép trái kìa. Su Su mang dép trái kìa, Su Su đổi lại kìa. Chọc Su Su mang dép trái, Su Su đổi lại kìa. Cơm nữa không? Thấy chú Tư ngồi ngồi dưới cầu dưới kìa. Ăn cháo tôm á. Su Su mang dép trái. Vô mẹ múc tôm cho ăn nữa. Cái con chim cánh cụt màu đen sợ không chịu chơi hả? Không chịu chơi hả? Mới đầu sợ lúc này chỉ chơi đâu đã đỡ rồi. Hôm bữa ha, đem bà khoe bà tắm đào. Nghe đó. Khoe bà tắm đào với bà biếu. Cái tối nó ngủ. Mẹ mẹ. Khoe bà biếu không sao? Bà tắm đào á, mở con chim cánh cụt bà tắm đào cười hú hú. Bà tắm đào với bà út cười hú hú. Bà tắm lắc 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 gì nè mẹ. Khoe.